tại cũng như công ty Việt thân thuộc. Hãy gửi lời chào và chúc sức khỏe đến chị mình buổi chiều nay ở vị trí số 4. KIS Việt Nam đang có mặt tại chương trình Marathon và Team Building với chủ đề Unlock Your Potential trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất ạ.
gì đi. Và tôi mong rằng toàn thể nhân viên KIS Việt Nam sẽ cháy hết mình trong đêm ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn.